Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Việt Á Vì sao Bộ Công an hô biến khoảng 700 tỷ đồng đã đưa hối lộ của công ty Việt Á Đọc bản kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ Việt Á được công bố gần đây đã cho thấy có nhiều điều không ổn Vấn đề lớn nhất phát lên đó là tính thượng tôn pháp luật không được coi trọng mà họ chỉ đang cố gắng để gọt chân cho vừa chiếc giày Nghĩa là họ chủ động sắp xếp các dữ liệu điều tra cho phù hợp với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Đó là giảm nhẹ quy mô vụ án. Đó cũng là lý do vì sao ông Trung Ngọc Anh không bị truy tố tội nhận hối lộ, trong khi ông này nhận túi quà có tới 200.000 đô la mang cất đi nhưng lại nói là không biết có tiền. Theo truyền thông của nhà nước Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, ông Phan Quốc Việt gặp ông Trung Ngọc Anh tại phòng làm việc của ông Trung Ngọc Anh ở Bộ Khoa học và Công nghệ để trao đổi các nội dung về chống dịch. Sau đó, Việt mở ba lô và lấy ra túi quà màu xanh, bên trong có 200.000 đô la. Phan Quốc Việt đã nói với ông Trung Ngọc Anh rằng, tụi em mới có được ít thanh toán, ghé cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em, tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp. Trong khi đó, Bộ trưởng Trung Ngọc Anh đã nói rằng, tớ cảm ơn Việt. Sau đó, ông Việt để lại chiếc túi đó rồi chào ra về. Việt Á chi hoa hồng gần 800 tỷ đồng. Sau này, ông Trung Ngọc Anh khai với cơ quan điều tra của Bộ Công an là khoảng một tháng sau đó khi dọn dẹp phòng làm việc, ông Trung Ngọc Anh thấy túi quà do ông Việt đưa lúc trước, kiểm tra thấy trong túi có 200.000 đô. Thế là kết luận điều tra khẳng định, cựu Bộ trưởng Trung Ngọc Anh không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận thống nhất với ông Việt về việc đưa nhận tiền không gây khó khăn nhằm mục đích để ông Việt phải đưa tiền. Và như thế, ông Anh đã nhẹ nhàng thoát tội nhận hối lộ, chuyển thành lỗi nhận quả biếu và 200.000 đô la bị thu hồi sung công quỹ. Chuyện trên là có thật mà cứ như chuyện đùa vậy. Điều đang nói là có rất nhiều quan chức đã được ưu ái tương tự như vậy, như cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân Hải Dương Nguyễn Dương Thái, theo Bộ Công an cũng có liên quan đến vụ án nhưng không đủ căn cứ xác định ông này nhận lợi ích vật chất từ Việt Á. Trong khoa học có một định luật nôm na gọi là vật chất không tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi mà nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác. Do đó, trong cuộc sống có thể suy ra một triết lý tương tự về tiền bạc, đó là tiền bạc không tự sinh ra hay mất đi mà nó chuyển từ túi của người này sang ví của người khác. Nói như vậy để suy ra tiền hay tài sản của nhà nước có được từ thu thuế đã bị các quan chức tham nhũng biển thủ cũng không mất đi. Nó chỉ chạy từ túi nhà nước sang túi quan chức tham nhũng, chứ chẳng biến đi đâu cả. Nên việc kết luận điều tra của Bộ Công an công bố xác định bị can Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỷ đồng là điều hoàn toàn khác. Không phải như trước đây tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2022, theo Trung tướng Tuân Sô, Tránh văn phòng Bộ Công an cho biết, theo lời khai ban đầu, Phan Quốc Việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á, thừa nhận đã cấu kết với nhiều bị can khác để nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45% và từ việc nâng khống giá thiết bị, Việt Á thu về hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đã chi hoa hồng gần 800 tỷ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit xét nghiệm, nhận 200.000 đô la. Vì sao ông Trung Quốc Anh không bị truy tố? Cụ thể, theo báo Điện tử của Chính phủ vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 cho biết, theo lời khai ban đầu của phan quốc Việt, đối tượng này đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá các xét nghiệm lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu lợi trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Rõ ràng, số tiền đưa hối lộ của Việt Á từ cùng một nguồn của Bộ Công an công bố chỉ khác nhau về thời điểm, nhưng lại là những con số rất khác nhau. Cụ thể, vào tháng 1 năm 2022, con số này là gần 800 tỷ đồng, nhưng đến tháng 7 năm 2022 lại chỉ còn có 106 tỷ đồng. Vị ti chi số tiền đưa hối lộ của Việt Á sau một thời gian với bàn tay phủ phép của Bộ Công an đã hô biến tròn chèn khoảng 700 tỷ đồng. Dưới góc độ tâm lý, theo các chuyên gia tội phạm khoa học khẳng định, các nghi can hay bị cáo đều biết rằng trong tội danh đưa và nhận hối lộ, nếu số tiền đưa hối lộ càng lớn thì tội sẽ càng nặng. Như vậy với con số 800 tỷ đồng theo quy định của pháp luật hiện hành là con số vượt mức án tử hình gấp rất nhiều lần. Chắc chắn Phạm Quốc Việt chẳng dạy gì bịa hay khai vống số tiền đã hối lộ. Kết luận điều tra vụ Việt Á hối lộ hơn 106 tỷ đồng. Vậy 700 tỷ đồng Việt Á đã hối lộ phần còn lại đã đi đâu và đương nhiên số tiền đó sẽ nằm ngoài hồ sơ vụ án. Theo logic, số tiền hối lộ được Bộ Công an giảm xuống 8 lần và lập tức sẽ kéo theo danh sách các quan chức tham nhũng nhận hối lộ hoặc chưa bị lộ từ công ty Việt Á sẽ ngắn lại một cách tự động xuống nhiều lần cũng sẽ tạo cơ hội cho việc chạy án phải chăng có sự chỉ đạo từ cấp cao yêu cầu Bộ Công an điều chỉnh con số đó xuống chỉ còn 106 tỷ đồng Điều quan trọng là số tiền đưa hối lộ 800 tỷ đồng được Bộ Công an điều chỉnh thành 106 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thay đổi bản chất làm sai lệch cũng như quy mô của vụ án Do vậy, dư luận xã hội cho rằng Bộ Công an đã hồ biến hay là mạo thuật để cho một hành vi phạm tội lớn như con khủng long trong chớp mắt đã biến thành con chuột nhắt là đúng, còn oan ức gì nữa. Thật đáng buồn cho nền tư pháp của Việt Nam đã bị thế lực chính trị cấp cao nhất công khai đổi trắng thay đèn giữa thành thiên bạch nhật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đại án Việt Á vì sao Bộ Công an hô biến khoảng 700 tỷ đồng đã đưa hối lộ của Việt Á. Đại án Việt Á, Nguyễn Thành Long bắt tay với Việt Á gây tai họa cho nhân dân Việt Nam như thế nào? Trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ thông tin cho biết vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã gửi thư cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong ngành y tế. Bộ trưởng Long lúc đó nhắc tới lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: "Lương y phải như tử mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền và bộ trưởng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể những chiến sĩ áo trắng tận tâm hết mình không quản ngày đêm vất vả gian nan hiểm nguy ở các địa điểm dịch bên giường bệnh vậy mà đằng sau những lời lẽ hùng hồn thắm thiết ấy ít người biết được viết ra chỉ sau 19 ngày khi bộ trưởng y tế nguyễn Thành long đã nhận chiếc túi vải màu xanh trong đó có một triệu đô la là quà biếu của phan quốc việt tổng giám đốc công ty cổ phần việt á theo lời khai của Phan Quốc Việt với cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an, khi nhận món quà vừa kể trên, Bộ trưởng Long nói thẳng với Phan Quốc Việt đó là tiền để tớ xử lý công việc, còn công việc gì thì chưa chia biếu cho ai thì chỉ có trời mới biết. Và Bộ trưởng Long cũng không quên cẩn thận nhắc Việt rằng một triệu đô la đó còn ít và chưa đủ đâu. Phan Quốc Việt mua Nguyễn Thanh Long và các bị can trong đại án Việt Á như thế nào? Đó là một trong những lý do vì sao trong thời gian ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế vẹm vẹn mới hơn 19 tháng thì Nguyễn Thanh Long đã bị khởi tố và bắt giam vì đã nhận hối lộ trên 51 tỷ đồng tiền quà biếu từ công ty Việt Á. Và nếu ngược dòng thời gian theo hành trình thăng tiến ngày Bộ trưởng Bộ Y tế, được biết là năm 2018 Nguyễn Thanh Long đã bổ nhiệm về Phó Ban Tuyên giáo của Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi tháng 1 năm 2020 Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long được Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Để rồi, vào tháng 7 năm 2020, Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, khi đó đang giữ chức Bí thư Đảng đoàn, kiêm chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Và 4 tháng sau, vào tháng 11 năm 2020, Nguyễn Thành Long chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Long chủ trì hội nghị chống dịch. Nguồn thạo tin trong giới phóng viên nội chính tiết lộ với Thời báo chấm D từ Hà Nội với điều kiện giấu danh tính cho biết đó là quyết định hợp lý vì Nguyễn Thành Long tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, chuyên ngành chuyển nhiễm, từng đảm trách trong công tác phòng chống HIV của Bộ Y tế. Nên việc Thủ tướng bổ nhiệm một phó ban tuyên giáo trung ương ông Nguyễn Thành Long quay trở lại giữ chiếc ghế thứ trưởng Bộ Y tế là việc làm cần thiết trong bối cảnh đại dịch COVID ngày một lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp. Xong việc đó, việc Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế đã khiến cho một số người so sánh với trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phùng Xuân Nhạ được điều qua Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Ban. Chẳng là sau đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, Bộ trưởng Nhạ đã trượt chiếc ghế Ủy viên Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự cũng chẳng thể để cho Bộ trưởng Nhạ cố đấm ăn xôi tiếp tục ngồi ở ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục khóa 13 nên đã rút về. Quyết định đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là ngự chưa từng có tiền lệ. Xin nhắc lại, tương tự như sau đại hội lần thứ 12, Bộ trưởng Y tế không trúng Ủy viên Trung ương Đảng do những bê bối của Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng Tiến liên quan đến vụ thuốc ung thư giả của Việt Nam Pharma. Vậy mà, dù không là Ủy viên Trung ương Đảng, như bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục là Bộ trưởng Bộ Y tế cho đến gần hết nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 12. Sau đó, trước áp lực quá lớn trong nội bộ của đảng và dư luận, thì ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng buộc phải thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ còn giữ chức trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương. Điều đang nói ở đây là bởi sự sức hút của những chiếc túi màu xanh huyền thoại, túi chuyên đựng quả biếu của công ty Việt Á, mà bên trong là những cọc tiền US đô la mới cứng, khiến không chỉ có Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y tế. Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ bị mê hoặc, xót xa hơn là còn một lô một lốc các đồng chí lãnh đạo, các ngành, địa phương khác, kể cả đã bị lộ hay chưa bị lộ, cũng đi theo vết xe đổ tương tự như vậy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ nỗi mất mát của người dân. Vẫn là từ nguồn thạo tin cho biết việc xử lý chống dịch trong ba đợt đầu, lúc đó Bộ Y tế và các cơ quan chức năng kiểm soát được tình hình, nhưng sau khi đã nhận một triệu đô la của Văn Quốc Việt như có đô vậy Bộ trưởng Long hưng phấn đã tăng tốc việc sử dụng kit xét nghiệm, thậm chí mở chiến dịch, đè đầu dân cả nước ra để ngoại mũi, giúp cho Việt Á tiêu thụ hàng. Người đâu đây chính là nguyên nhân khiến đại dịch bùng lên, lây lan nhanh bất thường. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, tức là 27 Tết Tân Sửu cũng là ngày nhận túi quà mừng năm mới, trị giá tới 1 triệu đô la của Việt Á, gửi biếu Bộ trưởng. Ngay lập tức cùng ngày, Nguyễn Thanh Long đồng chủ trì cuộc họp khẩn về việc xử lý chống dịch Covid-19 với sự có mặt chủ tịch ủy ban nhân dân hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo rằng cần quyết liệt nhanh chóng khẩn trương nâng cao lên một bước và mạnh lên một bước và yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh không chỉ truy vết liên quan mà phải truy vết bằng test xét nghiệm tất cả mọi đối tượng trong khu vực lây nhiễm đồng thời yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm triệt để trên diện rộng tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh và khu vực phát hiện ra ca bệnh. Thế là sau quyết định sáng suốt vừa kể trên, hàng trăm ngàn kit xét nghiệm Covid của Việt Á đã được tung vào sử dụng cho chiến dịch. Xong, ít người biết rằng chiến dịch khoanh vùng diện rộng xét nghiệm triệt để và đưa đi cách ly tập trung theo chỉ thị của cấp bách của Bộ trưởng Long đã trở thành thảm họa, đau thương với hàng chục vạn nạn nhân người Việt Nam chết tức tưởi bởi tốc độ lây lan của Covid-19. Rõ ràng Bộ trưởng Nguyễn Thành Long đã, đang và sẽ là một trong những tội đồ phải sẽ được lịch sử ghi nhận trong vai trò tội đồ hàng đầu, phải chịu trách nhiệm về số lượng nạn nhân tử vong trong đại dịch COVID-19, nhất là trong đợt chống dịch lần thứ tư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Đại án Việt Á Nguyễn Thành Long bắt tay với Việt Á gây tai họa cho nhân dân Việt Nam như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm